Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Ngày Việt Nam tại Nhật Bản 2023 Thu hút đông đảo người dân xứ sở Hoa Anh Đào và Việt Kiều sở tại với chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo cùng không gian văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn của chương trình là buổi biểu diễn nghệ thuật mang tên Hương sắc Việt Nam, được tổ chức vào tối 30 tháng 11. Trong chương trình, bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại phư cư Ô Ca Thành chia sẻ, Đối với cộng đồng người Việt Nam xa xứ, chúng tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi được trải nghiệm một không gian hội tụ những nét tinh hoa văn hóa của người Việt như thế này. Với các tiết mục được dàn dựng chuyên nghiệp và bài bản, buổi biểu diễn đã đem tới một bữa tiệc nghệ thuật mãn nhãn để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Qua đó, chương trình đã quảng bá thành công văn hóa, đất nước và con người Việt Nam với những nét đẹp truyền thống như ca quế, múa chăm, dân ca ví dậm hay trình diễn áo dài xưa. Để ca ngợi tình hữu nghị Việt Nhật bền chặt, chương trình nghệ thuật cũng lồng ghép những câu chuyện lịch sử nổi tiếng như chuyện tình của công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Araki Soato hay tình bạn đẹp giữa nhà chí sĩ yêu nước Phan Bồ Châu và bác sĩ Asabasa Kitero lúc 3 giờ sáng 3 tháng 12. Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Khe Tre khu chợ lớn nhất của huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên, Huế, nhiều hàng quá bị thiêu rụi. Ngay sau khi biết thông tin vụ cháy, ban quản lý chợ Khe Tre và các tiểu thương đã báo chính quyền và lực lượng chữa cháy. Do nhiều hàng quá tại khu đình chợ này là áo quần, giày dép, nên lửa cháy rất lớn. Lực lượng chữa cháy quyện Nam Đông đến ứng phó nhưng không dập tắt được lửa. Sau đó, chính quyền đã báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Phú Lộc cách đó chừng 30 km tới hỗ trợ. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt, hiện chưa có thống kê về thiệt hại, nguyên nhân vụ quả quạng đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thưa quý thính giả, năm 2023, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức hai đợt tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại 55 trường trung học phổ thông trong tỉnh và hơn 79 trường trung học phổ thông tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 3 tháng 12, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023. Năm 2023, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức hai đợt tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại 55 trường trung học phổ thông trong tỉnh và hơn 79 trường trung học phổ thông tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tổ chức 3 phiên tư vấn, 4 buổi talk sâu tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu ngành, thông tin tuyển sinh trực tuyến bằng hình thức livestream qua fanpage Trường Đại học Kiên Giang thu hút hơn 9.000 lượt xem và tương tác. Dự kiến, Năm 2024, trường Đại học Kiên Giang tuyển sinh 24 ngành, trong đó có hai ngành mở mới là thương mại điện tử và truyền thông đa phương tiện, tổng chỉ tiêu 1.840 sinh viên. Dịp này, trường Đại học Kiên Giang tặng giấy khen 3 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác tuyển sinh. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 12 cho biết, các đơn vị không quân của nước này đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử Lan Lancet tấn công lực lượng Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro tại khu vực Kherson, tuyên bố của bộ quốc phòng nga nêu rõ ban đầu lực lượng vận hành máy bay không người lái trinh sát đã theo dõi các thiết bị nổi ở hữu ngạn sông nevro được ukraine sử dụng để đổ bộ sang tả ngạn con sông sau đó lực lượng này nhanh chóng triển khai uav tiêu diệt tất cả mục tiêu trong đó có hàng chục binh sĩ đối phương một số xuồng máy xe tải cùng nhiều trang thiết bị khác phía nga cho biết các đơn vị vận hành uav đã điều khiển máy bay không người lái ở chế độ thủ công để tránh khả năng xảy ra sai sót Lancet là một trong những UAV lợi hại nhất của Nga do ZALA Aero Group, một doanh nghiệp quốc phòng có trụ sở tại Izhevsk, Nga phát triển. UAV này có khả năng tấn công các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách vài chục km. Máy bay không người lái Lancet có hai biến thể, Lancet 3 và Lancet 1. Lancet 3 nặng 12 kg, tầm bay tối đa 40-70 km, thời gian bay liên tục 60 phút, tốc độ hành trình 80 đến 110 km/h, tải trọng từ 3 đến 5 kg còn lan sớp một là phiên bản thu nhỏ, với trọng lượng cất cánh chỉ 5kg, tải trọng 1kg, tầm bay 40km thưa quý thính giả. Nước Đức đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Các viện nghiên cứu hàng đầu tính toán rằng nền kinh tế Đức cần 400.000 lao động nhập cư mỗi năm để đảm bảo sự thịnh vượng và hệ thống phúc lợi của Đức. Giống như hầu hết các quốc gia có thu nhập cao HIC trên thế giới, nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu, EU cần tăng đáng kể số lao động nhập cư và do đó phải có các chính sách thu hút lực lượng lao động từ khắp nơi trên thế giới. Nếu không, nước Đức sẽ thất bại trong những dịch chuyển cơ cấu kinh tế lớn trong tương lai do thiếu nhân lực. Nước Đức trên thực tế đã từng có chính sách nhập cư dựa trên nhu cầu của nền kinh tế. Trong những năm kinh tế phát triển bùng nổ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đầu thập niên 1960, CHLB Đức khi đó đã từng mượn hàng triệu người lao động từ các nước như Italy, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi hết hợp đồng lao động, nhiều người trong số này đã ở lại và hình thành những cộng đồng người nước ngoài đông nhất ở Đức. Khi xảy ra khủng hoảng dầu mỏ Trung Đông năm 1973, kinh tế các nước phương tây trao đảo nước đức đã cho dựng chính sách nhập cư lao động việc thống nhất nước đức hình thành và xây dựng cộng đồng châu âu mở rộng thị trường lao động toàn châu âu đã giúp cung ứng phần nào nhân lực cho nền kinh tế đức thưa quý thính giả ivan Timofe, giám đốc chương trình của câu lạc bộ van giai mới đây đã có những phân tích liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương tây chống nga được cho là đã thất bại truyền thông và các nhà phân tích nước ngoài ngày càng thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt chống lại nga đã không mang lại kết quả như mong đợi nhưng theo chuyên gia Ivan Timofeev, phần lớn phụ thuộc vào cách Nga nhìn nhận tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt và cách Nga xác định khái niệm này. Có một định nghĩa cổ điển, ngụ ý rằng nó được xác định bởi kết quả chính trị, tức là tác động lên đường lối chính sách của quốc gia mục tiêu dù là ở nước ngoài hay trong nước. Thưa quý thính giả, từ năm 2021 đến nay, vườn rau củ của anh Lê Quốc Hải ở Bình Dương đã trở thành nơi cấp dưỡng miễn phí cho nhiều người lao động gặp khó khăn tại địa phương này. Anh Lê Quốc Hải khu phố 6, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương là chủ nhân của vườn rau cũ mang tên Rau sạch gia đình. Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát tại tỉnh Bình Dương, không ít doanh nghiệp bị ảnh hưởng phải tạm ngừng sản xuất, hàng nghìn công nhân lao động mất việc. Có những thời điểm, các cơ sở kinh doanh hàng thiết yếu phải đóng cửa vì thiếu hàng hóa và phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng tránh dịch bệnh lây lan. Thời điểm này, có không ít nơi có chủ vườn nâng giá vô tội vạ nhằm thu lợi, nhưng với chủ vườn Lê Quốc Hải thì khác anh Hải lên mạng xã hội mời gọi những người gặp khó khăn đến vườn nhận rau, cũng miễn phí và liên hệ với các đoàn thể của địa phương để thực hiện mô hình phiên chợ không đồng, giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Dịch bệnh được đẩy lùi nhưng nhận thấy người lao động còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi hàng loạt doanh nghiệp cắt giảm nhân sự do thiếu đơn hàng. Vườn rau của anh Lê Quốc Hải tiếp tục duy trì việc phát miễn phí cho người gặp khó khăn. Tại các phiên chợ không đồng ở Bình Dương, rau, củ, quả từ vườn rau của anh Hải luôn có trên các kệ hàng. Anh Lê Quốc Hải chia sẻ, lợi nhuận thu được từ vườn rau, tôi dành phần lớn để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Với các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, hợp tác xã của anh Lê Quốc Hải đã vinh dự nhận được giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương. Thưa quý thính giả, Hà Giang là tỉnh địa đầu của Tổ quốc, phía đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai, phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía bắc giáp Trung Quốc. Các cung đường Hà Giang quanh co, treo leo vốn đầy thách thức thế nhưng khi lên cao, phóng tầm mắt xung quanh, căng thẳng nhường lại chỗ cho cảm giác thư thái khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp cao nguyên. Đây là tuyến đường nhiều cánh đẹp và các điểm du lịch được nhiều người biết tới dốc thẩm mã. Nhìn từ trên cao nhìn xuống, con dốc như một dải lụa mềm mại, vắt ngang lưng núi. Từ con dốc này, nhìn sang hai bên là những bức tường đá dựng thẳng đứng, trên bên như có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào. Những đoạn dốc và con đường hẹp đủ khiến cho những người ưa mạo hiểm như chúng tôi choáng ngợp. Có dịp nghe người dân nơi đây kể, vốn dĩ có tên gọi là dốc thẩm mã bởi vì ngày xưa, công cụ di chuyển duy nhất gần như là sức ngựa để thẩm định và đánh giá ngựa tốt hay yếu, người ta cho ngựa thồ hàng từ chân dốc lên tới đỉnh. Chú ngựa nào vượt qua được, người dân giữ lại làm công cụ sản xuất. Dốc thẩm mã có thể hiểu nôm na là dốc thẩm định sức ngựa. Lên trên con dốc, thu vào tầm mắt không chỉ là nét đẹp của vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc, mà còn là những đôi mắt biết nói, nụ cười hồn nhiên của các em bé trong bộ trang phục truyền thống mang nét giản dị vùng cao xuôi về đồng văn theo hướng mèo vặt vùng đất quan sơ nơi địa đầu cực bắc Hà giang chứa đựng vẻ đẹp kỳ vĩ và cũng đầy chất thơ dưới chân đệ nhất hùng quan mã bi lèn dòng nho quế như mái tóc người thiếu nữ mang vẻ đẹp và sức hút lạ kỳ khiến kẻ lữ hành phải dừng bước để đắm say có dịp đến hà giang nhất định hãy dành chút thời gian buổi sáng để đi chợ phiên nét đặc trưng vùng mà miền xuôi không nơi nào có chợ sầm quốc với nhiều mặt hàng từ những thứ thông dụng của người kinh như đồ điện tử rau quả quần áo đến các đặc sản dân tộc như vải lành thổ cẩm bánh tàm giác mạch thắng cố những ngày cuối năm rời xa những ồn ào của phố thị về với bản làng nơi địa đầu tổ quốc chúng tôi như được đắm chìm trong một miền cổ tích khác biệt cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân nơi đây đã kể câu chuyện văn hóa của dân tộc mình bằng những sản phẩm du lịch hấp dẫn dịch lên một bức tranh sinh động về cuộc sống về khát vọng cuộc sống ấm no hơn hạnh phúc hơn thưa quý thính giả Lapland, Phần Lan, được mệnh danh là quê hương của ông già Noel, là điểm đón Giáng sinh và năm mới được mọi người mơ ước đến một lần trong đời. Theo truyền thuyết, ông già Noel đầu tiên sống trên núi Cò và tuần nằm ở phía đông Lapland, Phần Lan có độ cao 483m. Người dân nơi này truyền tai nhau rằng vì dãy núi này có hình dáng giống như tay của ông già Noel nên có thể lắng nghe được mọi ước muốn của trẻ em khắp thế giới. Mỗi dịp Giáng sinh hàng năm, ngôi làng của ông già Tuyết Santa Claus thu hút vô số khách du lịch trên khắp thế giới. Lạp Lan nằm cách thành phố Rovaniemi, thủ phủ của tỉnh Lạp Lan, Phần Lan khoảng 8 km về phía đông bắc và cách sân bay Rovaniemi chừng 2 km. Rovaniemi chỉ có khoảng 35.000 cư dân, nhiều kiến trúc quan trọng ở đây như viện bảo tàng, bất khách sạn, nhà hàng, đều để phục vụ du khách. Trung bình mỗi ngày có khoảng 8 chuyến xe buýt đi lại giữa nhà ga Rovaniemi và ngôi làng của ông già Noel này. Cư dân Rovaniemi đã xây dựng nhiều điểm tham quan hấp dẫn dựa theo truyền thuyết về ông già Noel như ngôi nhà Giáng sinh, bưu điện của ông già Noel, lâu đài tuyết. Ngôi làng còn có khoảng 500 người lùng làm nhiệm vụ sắp xếp các lá thư gửi đến ông già Noel từ khắp nơi trên thế giới và cung cấp các dịch vụ cho khách tham quan. Mỗi năm, văn phòng làm việc riêng của ông già Noel nhận được hàng trăm ngàn bức thư từ các em nhỏ trên khắp châu lục. Thống kê trung bình khoảng 700 nghìn bức nhân viên bưu điện trong vai các chú lùng phải hồi âm cho tất cả các bức thư gửi đến có địa chỉ rõ ràng đến làng ông già Noel. Vào dịp Giáng sinh, bạn sẽ phải choáng ngợp với cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ, cùng nhiều hoạt động phiêu lưu thú vị trong không gian phủ đầy tuyết trắng. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.